tự nói em cần biết để một mai chấp nhận sự thật thì không còn gì phải hối tiếc. Em nhớ em anh về rằng là em một cách đơn phương mà nhớ em chọn em đâu em anh với người mà người nên có chia tay không phải chọn thì nên là cách đối đầu tốt nhất. Người chia tay em chứ là anh chứ không phải em.